Trong một tháng qua, Báo Nhân dân với ý thức trách nhiệm chính trị và tình cảm đặc biệt đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, đồng thời là một người thầy, người anh lớn của người làm báo cách mạng Việt Nam, đã quyết tâm khẩn trương hoàn thành các công việc để ra mắt trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng. Trang thông tin bao gồm gần 1.000 bài viết, ảnh, video, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ứng dụng những công nghệ báo chí hiện đại trên nền tảng số, góp phần khẳng định, lan tỏa, giá trị những thành tựu lý luận và những đóng góp to lớn trong xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn cho quá trình hoạch định đường lối, chủ trương xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tra cứu của cán bộ đảng viên và đông đảo công chúng. Cũng trong ngày hôm qua, Báo Nhân dân cũng đã khai trương triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 44 bức ảnh về cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.